Chào các bạn, trong đông y đổ chậm là một vị thuốc được sử dụng rất nhiều. Đổ chậm giúp bổ thận chán dương, tăng cường sức khỏe. Trong các bài thuốc chữa vô sinh hiếm muộn đều dùng đổ chậm. Cùng Thảo Dược Thanh Bình tìm hiểu về cây đổ chậm và cách sử dụng đổ chậm qua video sau đây. Đổ chậm có công dụng gì? Với tính năng làm giãn cơ trơn mạch máu một cách trực tiếp, cây đổ chậm giúp hạ huyết áp rất tốt. Đổ chậm giúp giảm cholesterol huyết thanh, tăng lượng máu mạch vành, giúp kháng viêm, tăng khả năng làm việc của mọi tuyến thượng thận, giúp giảm đau, mạnh gân cốt, tăng cường hệ miễn dịch, lệ tiểu. Đổ chậm giúp ức chế tụ cầu khuẩn vàng, trực khuẩn lỵ, trực khuẩn mũ xanh, phế cầu khuẩn. Ngoài ra, đổ chậm còn giúp an thai, chống co giật. Bài thuốc sử dụng đổ chậm. Đổ chậm trị nhức mỏi. 1. Bài thuốc trị thận hư, mệt mỏi cơ xương, giúp xương chắc khỏe. Dùng 12 gram đổ chậm, 12 gram đen xanh, 6 gram xiêm khung, 4 gram quế tâm, 6 gram tế tân. Đem tất cả các vị trên ngâm rượu uống sẽ hiệu quả trong vài tuần. 2. Bài thuốc chữa ứ huyết kèm đau lưng. Sử dụng đổ chậm, đen xanh mỗi vị 240g, xuyên khung 50g, thêm 1,5 lít rượu trắng, thái nhỏ các vị thuốc để ngâm rượu, đậy kín bình ngâm. Ngâm khoảng chừng 5 ngày là có thể dùng được. Trước khi uống rượu nên hâm nóng, uống liều lượng thích hợp, tránh uống say. 3. Bài thuốc trị mồ hôi trộn sau khi bệnh. Dùng đổ chậm và mẫu lệ hai vị bằng nhau, tán bột, uống mỗi lần 20g cùng nước trước khi ngủ. 4. Bài thuốc trị huyết áp cao. Sử dụng đổ chậm sống, hạ khô thảo, mỗi loại 8g, 80g, thực địa và sơn bì, mọi thứ 40g, tán nguyên liệu làm viên, ngày dùng 2-3 lần, mỗi lần uống 12g cùng với nước. Trên màn hình là sản phẩm đổ chậm được kiểm tra và đóng gói bởi công ty Thảo Dược Thanh Bình. Nếu các bạn cần tư vấn, có thể liên hệ hotline 0931665345 và 0963665345 hoặc truy cập vào website của chúng tôi www.caythuocquytribanh.com để mua hàng trực tuyến và tìm hiểu thêm các cây thuốc khác. Các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh muốn mua hàng trực tiếp có thể đến địa chỉ số 608 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.